Hay quá các bác ơi, nay em sẽ lên dựng dựng cho các bác tham khảo một đôi loa phun đơn 40 JBL 715 các bác nhá. Với một cấu hình này cho các bác chơi sự kiện này, đám cưới, chơi sân vườn hoặc không gian gia đình nhà các bác nào rộng lớn thì các bác chơi cấu hình này cho em. Cấu hình này cho các bác chơi thì karaoke ca rất là nhẹ, tại vì em sử dụng cho các bác là toàn bộ là phun từ neo cao cấp các bác nhá. Nói chung một cấu hình này em lên cho các bác một cấu hình VIP luôn đấy. Cam kết cho các bác chất lượng xài luôn. Cái form thùng em lên cho các bác là cái form thùng JBL 715 các bác nhá. Form thùng này em dựng loa rất nhiều rồi, 3-4 năm nay rồi. Đấy, thùng bên cửa hàng nhà em này có ke nóc, có thứ đầy đủ nhá. Em nói nhanh thôi, thùng của em là thùng sơn sần chống nước, các bác mua thì em tặng rắc đầy đủ nhá. Đấy, tay sách của thùng JB là tay sách sắt của hai bên các bác nhá. Ok chứ các bác? Thùng này lưới sắt đây, coi như có vải chống bụi các bác nhá. Đấy, hậu loa thì nó sẽ đằng sau. Em cho các bác kích thước thùng này nhá, nó cao rơi vào tầm khoảng là 75, sâu 45 gì đấy, ngang 43, đại loại là như thế. Còn các bác nào kích thước muốn kích thước chuẩn có thể nhắn tin qua Zalo, em chỉ nhớ như vậy thôi. Có thể các bác có thể kết bạn qua Zalo để em gửi kích thước chuẩn nhá. Hai thanh thông hơi ở phần mặt trước như thế này các bác nhá. Đấy, hành tam giác để cắm ngọc loa phần gì đấy. Tóm lại một đôi loa dựng lên cho các bác ấy phải lựa chọn bát, chép và phân tần ngon luôn nhá. Thì ở đây bây giờ em đi vào vấn đề chính em giới thiệu cho các bác này. Em giáp lên cho các bác là củ chép 850 neo bi. Con này là DE900M, anh em hay thường gọi là con DE900M các bác nhá. Con này côn 75 dây dẹp, viền đồng cối nhôm các bác nhá. Đấy, nhưng ở đây em cứ gắn cái tem JB đi. Tóm lại là bát, chép, phần tần toàn bộ là hàng hãng, hàng Trung Quốc loại một xịn hết cho các bác. Nói chung đến với bên em làm bằng uy tín, hàng có như nào em nói như vậy các bác nhá. Các bác nhận hàng như video em sẽ quảng cáo họng phễu đại 23x35 các bác nhá. Đấy, bên trong có ô đỡ chép này các bác thấy chưa? Thùng của bên em là toàn bộ là chôn gen hết các bác nhá. Đấy, thùng này thùng ván ép các bác này, dã man đúng không nhá, rất xịn luôn, bao bền cho các bác làm show sự kiện. Em lên cho các bác, dựng cho các bác là củ bát 40 neo của NG, hàng chính hãng của NG các bác nhá. Con này thì có model xem nào, con này thì có model là 15LD680. Đấy, nói chung các bác chơi dòng neo này các bác chơi với cục đẩy rồi. Con này gân vải 3 gân các bác nhá. Màng của nó nón rất sâu này. Con này tiếng siêu sáng rất hay, rất là bền cho các bác đánh xô luôn. Đấy, màng chống nước các bác nhá. Ok chưa? Đấy, côn 76. Nói chung bên em bán hàng thì bên em chẳng ngại gì cả, hàng tốt thì việc gì phải ngại các bác. Đấy, xương nhôm các nhá, bản xương cao cấp của NG. Ok, cọc chạm đồng nhá. Toàn bộ úi sổ ôi. Đấy, bát neo mà. Phút neo, bát neo chép neo. Bên trong lót bông này và toàn bộ là em sử dụng phân đần F1518. Hai bóng đèn chống cháy nhá, phân đần này em lắp mấy năm rồi, tải rất tốt luôn. Tiếng hay, tải bền. Đấy, chôn gen lục giác hết các bác nhá. Đấy, quay trở lại đi. Quay trở lại em sẽ test cho các bác nghe một đoạn chất âm ngắn nhá. Đấy, các bác nào mà thích cấu hình này cứ liên hệ em. Nào. Cắm dây này. Quá hay các bác ơi. Các bác thấy không? Tiếng rất sáng các bác nhé. Các bác mà có yêu thích cấu hình này mà lấy số lượng như thế này em giá rất rẻ nhé. Cứ điện trực tiếp cho em và kết bạn Zalo để mua hàng nhé. Bao rẻ.
Đấy, cần lời ca tốt các bác đi làm xô sự kiện chơi cấu hình này trong tầm tiền cho các bác chơi thôi. Liên hệ em đi nhé các bác nhé. Em xin dừng video. Video này mà hay các bác nhớ ấn like, bấm chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhé. Tiếc gì cho em một lượt theo dõi với cái cấu hình này. Đấy, nhiều khi nhiều bác bảo là sao em không dựng củ neo nờ giờ đi, thì hôm nay em dựng cho các bác xem nhé.